Đây là một vùng quê yên bình, mỗi sáng thức dậy được hít thở bầu không khí trong lành, không ồn ào, khói bụi, cảm thấy thật nhẹ nhàng và bình yên. Và nơi em đang sinh sống là thị trấn Sông Trang, huyện Măng Chinh, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Narachena, cuộc sống Trung Quốc. Em thấy hôm nay thời tiết rất là đẹp nên là định dụ dỗ mẹ chồng đi nhổ một ít hoa về trồng ở trước nhà nè. Tại vì em thấy nhà ai cũng có hoa rất là nhiều mà nhà em không có hoa gì hết trơn á. Mà em thì rất là thích hoa và thích sân vườn nhà ngập tràn là hoa kiểu vậy á. Cho nên là bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày có thời gian thì em sẽ trồng một ít hoa, cải thiện dần dần. À, tôi là mà, đây đây nào cái lu biếu, tôi thấy cái hoa, nó cũng nhỏ nhỏ đó, rất nhiều. Chúng mình sẽ bày tiền trung mà, tôi theo tôi xem bao mấy tí phăng phăng là. Mấy tí rất trộn. Wow, thật là cái, nay thiên bá cái một điểm, hôm nay trưởng nó nhiều là. Nó đều yên khắc thành. À. Trưởng khắc nhiều. Cái này lại hồi yên. Trời, mi phong dao nhỉ. Này em rủ cả mẹ chồng em đi cùng nữa mà em nói lên xe em đèo. Mà bà nói gần mà không cần đâu, bà không ngồi. Chắc bà sợ cái tay lái lụa của em á mọi người. Nên hai mẹ con chạy xe ra trước rồi chờ bà nội Gin đi bộ ra sau. Đây nè mọi người, cái hoa mà có cái màu hồng hồng tím tím đây nè. Nó mọc từng cụm á, nhìn xinh ghê luôn á. Nhỏ nhỏ mà nhìn xinh xỉu. Em không biết nó là hoa gì nữa nhưng mà nó thấy nó đẹp quá. Lá của nó có ba cánh hình trái tim nè mọi người, giống cỏ ba lá ghê á, mọc nhìn rất là xinh luôn. Hôm qua em có đi chợ về thì thấy nó mọc ở bên đường rất là nhiều, rất là đẹp. Định nhổ một ít nhưng mà tại vì hôm qua nhiều đồ quá, không có chỗ để, nên là hôm nay mới dụ dỗ mẹ chồng đi cùng nè. Ra đây nhổ một ít về trồng để cho cái căn nhà của mình có thêm một chút màu sắc. Ở đây còn mọc rất là nhiều cây hoa cúc luôn nè. Không biết là nó tự mọc hay là người ta rắc hạt giống lại cho nó mọc nữa. Mà mọc rất là nhiều luôn. Đợi nó nở hoa thì chắc chắn cũng sẽ rất là đẹp. Đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy bà nội ra tới, nên là hai mẹ con quyết định chạy quanh lại coi thử là bà nội đi tới đâu rồi. Mọi người nhìn thấy mẹ chồng em ngầu không? Vác cái sẻng đi phà phà luôn. Nãy không chịu ngồi xe với em là vậy nè. Em nghĩ là chỉ cầm một cái bay nhỏ nhỏ thôi, ai về đâu mẹ chồng em vác luôn cái sẻng bự chà bá. Thấy回剪。好好。他就放那圆烤皮。怪不得他这里烤好大，好厉害。走吧，走吧。他这圆回剪呀。嗯。嗯。
走。你在干什么？这这一天很磨脸呢。啊，这现在不用了，不用了。以前就放这里，全是这个春。这边跟那是收过来的。啊。那这个，这个也是。那个是念。那个放两，要谷子啥什么的搁两节。这个这边原先有个棍儿，推能推着它会。啊，它比。他那个念念呢？我看很奇怪。Lúc nãy hai mẹ con nhổ hoa xong em thấy có mấy cái mà nghiền bột ngày xưa á mọi người. Nghiền bột bằng đá. Hồi xưa hình như Việt Nam mình cũng có thì phải. Mà tại lâu quá không có được nhìn thấy nó nên là cũng không có nhớ nó là cái gì nữa. Bây giờ là nhổ được hoa rồi nên là đang chạy về nè mọi người. Giờ này thì ở thôn khá là yên tĩnh. Tại vì mọi người ai cũng đi làm ruộng hết rồi á mọi người. Ai cũng ra đồng làm ruộng hết rồi, đến chiều mới về á. Nếu mọi người không quen thì sẽ cảm thấy vắng vẻ, chứ mà em cảm thấy như vậy rất là yên bình luôn á. Tại vì em không thích cuộc sống mà kiểu xô bồ á, ngày nào cũng nghe tiếng xe chạy rầm rầm á, nghe mệt đầu ghê luôn á. Vậy là đã thu hoạch thêm được một bọc hoa nữa nè. Bọc hoa kia là lan hồ điệp á, thì là hôm qua ba mẹ chồng em nhổ cho em á. Vì hôm nay là ông ba chồng đi làm ruộng rồi nên không có ai đi lấy hàng online cho em hết á, nên là hai mẹ con em tự đi lấy. Với lại em cũng muốn là chạy cho quen đường đi, rồi mai mốt á có hàng hóa thì em tự đi lấy cho nó tiện cũng được. Nhiều khi ông ba bệnh rồi mình cũng cứ bắt ông chạy tới chạy lui hoài cũng thấy tội nghiệp. Lúc này trước khi chạy lên thì em đã alo trước cho bà bạn rồi. Làm sẵn một ly trà sữa và một phần khoai tây chiên. Em sẵn em đi bưu điện rồi em ghé qua em lái luôn, em khỏi phải đợi nè. Nên bà làm sẵn đó. Hôm nay chạy xe là không có dám chạy nhanh luôn, toàn nấp vô trong lề đi nè. Tại vì á, bây giờ người ta đang chuẩn bị sửa đường nè mọi người. Nên là người ta làm cái đường nó dừng khó đi quá. Sợ là chạy ở ngoài vậy đó, mình không vững tay lái là dễ bị té lắm. Cho nên là em nấp vô trong này em đi cho nó im. Đường ở nông thôn nhưng mà nghe ba mẹ chồng em nói là hay sửa đường lắm. Cứ một thời gian thì lại thấy là nâng cấp đường xá rồi sửa lại cho nó mượt mà hơn á. Mà bữa em thấy chạy cũng mượt lắm rồi mà đâu có hư gì đâu ta. Cũng không có thấy ổ gà ổ vịt gì mà bữa nay lại sửa rồi nè. Vậy cũng mừng, tại vì á ở đây người ta chính quyền người ta quan tâm tới đường xá cho dân chúng hơn thì mình cũng cảm thấy yên tâm ha. Đi đâu cũng cảm thấy đường xá nó mượt mà cũng thích. Còn bây giờ là về tới đầu thôn rồi nè. Em vẫn cảm thấy rất là thích và ưng ý cái con đường này ghê á. Nông thôn mà sạch đẹp quá trời luôn á, thích gì đâu. Mấy nhà ở trên đầu thôn này nhà nào cũng trồng hoa hồng á, nhìn đẹp thiệt á mọi người. Kiểu gì em cũng phải kiếm một cây hoa hồng để trồng phía trước nhà mới được. Đang chạy bên này đường mà thấy bên kia đường nhà kia có nhiều hoa hồng nở quá. Nên tạt qua coi nè. Trời ơi nó đẹp dã man. Bông nào bông nấy chà bá không hà. Dì bảo sao không mê cho được á. Đa phần ở nông thôn thì chỉ còn người già ở nhà là nhiều thôi. Tại vì thanh niên thì lấy chồng lấy vợ hoặc là lớn lên thì toàn là đi lên thành phố để kiếm việc làm và sinh sống ở trển thôi mọi người. Hằng năm để Tết thì mới về nhà thôi. Nên là em quay cảnh ở nông thôn thì sẽ ít thấy thanh niên ở nhà lắm mọi người. Bây giờ thì hai mẹ con em bắt đầu công cuộc trồng hoa nè. Em sẽ cải tạo dần dần cái đám đất ở trước nhà như vậy. Tại hơn một tháng nay á, tay mẹ chồng em bị đau á, nên là cây cỏ mọc tùm tùm hết trơn, không ai dẹp hết. Mà em thì lu bu suốt nên cũng chưa có khi nào rảnh để mà dẹp cả.
nên là bữa nào có thời gian thì em sẽ tranh thủ. Ba mẹ chồng em á thì cũng không có bắt em phải làm gì hết, mà em thích thì em làm thôi. Với lại cái tánh em á, em thấy em khó chịu lắm, chỉ cần có thời gian là em sẽ dẹp ngay, chứ em thấy bề bộn em cũng khó chịu lắm. Tay mẹ chồng em hôm nay được tháo bột rồi, nhưng mà vẫn còn đau á mọi người, vẫn còn phải uống thuốc và vẫn còn phải theo dõi. Tại vì tháo bột rồi xong chụp x-quang thì ở bên trong xương á vẫn còn chưa có liền hẳn á. Mà em bảo để đó con làm cho, mà cứ thấy em làm là cứ xào vô vậy đó. Được cái là em muốn làm gì thì ba mẹ chồng đều chiều theo ý của em hết á mọi người, kiểu như là không có khó chịu hay là phàn nàn gì đâu. Em nói em muốn trồng hoa là đi ra đường mà thấy hoa gì là bắt đầu nhổ về đem về cho em, hoặc là đi đâu về thấy có cái cây gì đó xinh được là đem về trồng liền. Từ nào giờ á ba mẹ chồng em có trồng hoa đâu. Bây giờ có thêm đứa con dâu cũng giống như là có thêm đứa con gái vậy đó, nên kiểu cảm giác không khí trong nhà cũng khác hẳn đó mọi người. Nào giờ rảnh rỗi thì cũng không biết làm gì, chứ mà giờ rảnh rỗi là có em là em tạo việc làm ngay. Bữa giờ em cũng nhận được rất là nhiều comment nói là muốn biết được là vì sao mà em có duyên như thế nào mà lại gặp và lấy chồng Trung Quốc á. Cũng tại vì là em không biết là phải bắt đầu kể từ đâu và kể như thế nào á, nên sẵn hôm nay trong clip này thì em chia sẻ đến mọi người luôn nha. Chuyện thì bắt đầu từ đầu tháng 9 năm 2019. Trước đó thì em đang làm quản lý chuyền may tại một công ty giày da tại Mỹ Phước 1 Bình Dương. Tới tháng 9 năm 2019 thì em không làm nữa và em xin nghỉ việc. Tại vì công việc áp lực quá, em cảm thấy ngột ngạt đó mọi người. Sau đó thì em được một người bạn giới thiệu cho một công việc tại văn phòng tại công ty ở dưới Nam Tân Uyên Bình Dương. Công việc làm văn phòng thì cũng nhàn nên là thời gian cũng nhiều quá. Làm từ 7 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều nên là buổi tối em có thể đi học thêm tiếng Trung á mọi người. Tại vì lúc đó em cũng đam mê tiếng Trung nên em cũng muốn có thời gian để học hỏi á. Em muốn đổi công việc mới tại vì làm ở trong môi trường nhà xưởng quản lý đó rất là áp lực và mệt mỏi. Nên em muốn theo đuổi tiếng Trung để làm phiên dịch đó mọi người, cho công việc nó nhàn nhã hơn một xíu mà lương thì nó sẽ cao hơn để mình có thể có tài chính phụ giúp gia đình được nhiều hơn. Và em cũng nghĩ rằng khi mà mình học hỏi và biết thêm được một ngôn ngữ khác thì mình cũng đã hơn rất là nhiều người ngoài kia rồi. Nên là bản thân em cũng rất là nỗ lực và rất là muốn cố gắng. Nên là ban ngày em sẽ lên công ty đi làm và tối về thì em sẽ lên lớp để đi học tiếng Trung. Ban ngày ở công ty rảnh rỗi thì em còn bán thêm hàng online nữa đó mọi người. Cũng nhờ công việc online đó mà em bén duyên với một người bạn hiện tại cũng đang lấy chồng Trung Quốc và sinh sống tại Đông Bắc Trung Quốc á mọi người. Là chị Tuyến có cái kênh YouTube là Xẻo Hú Cuộc Sống Trung Quốc á mọi người. Chị ở Đông Bắc Trung Quốc nè. Và cũng từ năm 2019 mà tụi em quen và chơi với nhau đến bây giờ luôn á mọi người. Trong khoảng thời gian làm việc ở đó thì đến khoảng đầu tháng 10 á thì bắt đầu em quen biết với chồng em.
Là lúc đó chồng em cũng qua từ đợt tháng 9, nhưng mà hai đứa không có quen biết nhau. Vô tình một hôm thì em hay đăng hàng ở trên Zalo á mọi người, hay bán hàng online mà, nên lúc nào em cũng truy cập 24/24 hết á. Thì vô tình hôm đó là em thấy có một lời mời kết bạn gửi đến là tên một người là Tiến Trung. Đó là chồng em bây giờ á mọi người. Mà cái duyên sao á, ổng gửi kết bạn nhưng mà em lúc đầu không có chấp nhận. Em thấy cái hình đại diện của ổng lúa lắm, nhìn thấy ghê hà. Em cũng không có để tâm đâu. Mà sau này em mới biết là cái hình đó là ổng chụp từ lúc ổng có mười mấy tuổi thôi. Mà ổng kiểu như là đàn ông mà không có biết chụp hình đâu mọi người. Nên là lấy đại cái hình từ hồi nhỏ để lên vậy đó, nhìn mắc cười muốn chết. Mà lúc đó trong điện thoại em thì cũng kết bạn khá là nhiều người Trung Quốc rồi. Tại vì một phần là em đang học tiếng Trung, nên là em cũng muốn kết bạn một vài người Trung Quốc để mình giao tiếp, mình nói chuyện á, để mình học hỏi thôi, chứ cũng không có ý định là nghĩ gì lâu dài hay là nghĩ chuyện xa hơn với người ta hết á. Tại trong đầu em lúc đó học tiếng Trung chủ yếu là muốn làm kiếm một công việc ổn định hơn, lương cao hơn thôi, chứ còn cũng chẳng có bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ lấy chồng Trung Quốc hết á mọi người. Mà chồng em nó kiên trì lắm nha, không biết là vì lý do gì mà cứ nhắn tin mỗi ngày thôi, mà em không có chấp nhận kết bạn nhưng mà vẫn cứ nhắn tin trong tin nhắn chờ á, nhắn hoài luôn. Xong cái em thấy ông nội này xong mà dai quá, nên là em thôi chấp nhận đại đi cho nó vừa lòng. Xong rồi là ngày nào cũng gọi điện, cũng call video với em hết. Rồi em thấy cái mặt ở ngoài thì khác với cái hình ảnh nữa mọi người. Rồi ổng hẹn gặp em hả, trên dưới 10 lần á, mà em từ chối hoài, em cho leo cây mít thôi. Mà thấy hẹn mãi, thấy tội nghiệp quá nên em mới đồng ý gặp một lần. Với lại em cũng nghĩ là chưa có ai mà dai như ông này hết trơn á. Gặp người khác á, bị từ chối 1-2 lần thôi là người ta không muốn gặp mình nữa rồi. Đây á, từ chối cả chục lần á, mà vẫn lì. Bởi ta nói là đẹp trai không bằng trai mạch là vậy đó mọi người. Mà cũng là lần đầu hai đứa gặp mặt ở ngoài luôn. Trời ơi, gặp ông ở ngoài các em giật mình luôn á mọi người. Tại vì khác hẳn với những hình ảnh mà em thấy á. Ở ngoài sáng láng, trắng trẻo, đẹp trai dễ sợ. Cái bị mê luôn. Lúc đó kiểu như đang còn trai tơ mà còn trau chuốt cho bản thân lắm. Trắng trẻo, cao ráo. Đã vậy nói chuyện còn kiểu nhẹ nhàng, hiền hiền nữa. Các em thấy à, lão này có vẻ dễ bắt nạt nè. Nên là hai đứa kiểu như là nên duyên từ đó luôn á mọi người. Sau này á, em mới biết là trước đó là chồng em đang ở Trung Quốc làm quản lý được 5 năm rồi. Nhưng mà vô tình sau hôm đó ông sếp ổng lại điều chồng em qua Việt Nam, bảo là đi qua đó phụ giúp bển đó một thời gian đi. Chồng em nói là chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ đến Việt Nam hết á mọi người. Đúng là cái nhân duyên là nó có thiệt á. Đến bây giờ nhắc lại mới cảm thấy là cái người ta nói cái duyên cái số là nó sự thiệt á mọi người. Chứ không ai mà tự nhiên đang ở Trung Quốc làm việc ổn định, bỗng một ngày bị điều sang Việt Nam. Xong rồi em cũng vậy luôn. Tự nhiên em đang làm ở trên Mỹ Phước, tự nhiên dở chứng lên cái bỏ việc ngang cái xuống Nam Thanh Uyên làm việc. Xong rồi gặp chồng em ở dưới luôn. Mà lúc đó chồng em á, ổng trắng dữ lắm. Mà từ ngày có vợ có con xong cái cắm đầu đi làm không à. Cái giờ đỡ nhiều rồi nha. Kiểu như ngày xưa á, làm bao nhiêu thì xài cho bản thân thôi, cũng không có nghĩ gì nhiều. Còn bây giờ á, thì á, làm bao nhiêu cũng không có dám xài lấy 1.000 luôn á mọi người. Có bao nhiêu là đưa cho vợ con hết, lo cho vợ con hết, chứ không có lo cho bản thân luôn á. Thậm chí là em mua đồ gì cho ổng là ổng cũng la em hết, đừng có mua cho ổng. Mua cho em với lại con đi, ổng không cần đâu, ổng xài đồ cũ được rồi. Cái tánh vậy đó mọi người, từ ba mẹ chồng đến chồng luôn, ai cũng tiết kiệm hết. Nhưng mà không phải là họ tiết kiệm cho bản thân họ mà họ keo kiệt với mình đâu nha. Tiết kiệm với bản thân, nhưng mà em với con em này thích xài gì xài hả, không bao giờ nói một tiếng nào luôn á. Mà từ ngày sang Trung Quốc thì em cũng thấy á, mình tiết kiệm được nhiều quá mọi người. Tại vì ở bên này á, đồ đạc gì nó cũng rẻ hơn ở Việt Nam mình á. Mấy cái đồ linh tinh nó rẻ lắm. Rồi mình có đi ra đường chơi thì mấy cái đồ ăn vặt thì nó cũng rẻ, nên là cũng không tốn bao nhiêu tiền hết. Quay lại cái lúc mà em với chồng em mới quen nhau nè,
Lúc đó là cũng gần cuối năm rồi đúng không? Quen nhau được mấy tháng á, thì Tết, cái anh chồng em nó mới nói là muốn về nhà ăn Tết, rồi sẵn ra mắt bố mẹ em á. Nhưng mà lúc đó thì em chưa có muốn, nên là em không có cho ông về. Tại lúc đó trong đầu cũng đang nghĩ là mới quen có mấy tháng thôi, thì định là để thời gian dài hơn chút nữa rồi mới đem về la mắt gia đình sau. Mà chồng em lúc đó có ý định là muốn cưới em rồi, nên là lúc đó em cũng chưa có muốn cưới lắm, nên là thành ra em mới bảo là thôi về ăn Tết bển nó đi, rồi nào qua Tết rồi mình tính chuyện đó sau. Nên chồng em bảo là vậy thì để về bên anh Tết xong rồi rước ba mẹ qua hỏi cưới em luôn. Ai về đâu, khi về Tết bên Trung Quốc thì ra Tết chuẩn bị qua lại thì dịch bùng phát đó mọi người. Xong cái là không có qua lại được. Anh Tết xong thì em đi làm lại bình thường. Sau đó hơn một tháng sau thì em mới phát hiện một chuyện động trời, là em có em bé được hơn một tháng đó mọi người. Xong cái lúc đó em sững người luôn á, em mới kêu chết rồi, không biết phải làm sao đây. Mà trước tiên thì em điện cho chồng em báo tin đó trước. Thì chồng em không nói gì mà lại kêu mẹ vào. Em mới giật mình, em nghĩ trong bụng chết rồi, kêu người lớn vào là có chuyện to luôn á. Tại mình cũng sợ, mình cứ nghĩ là người ở Trung Quốc ở bên này, người già người ta sẽ rất là cổ hủ luôn. Nếu mà người ta biết thì người ta rất chắc chắn người ta sẽ không thích mình nữa, người ta sẽ nghĩ là mình thế này thế kia gì đó. Nên là em sợ cái chuyện đó lắm. Tự nhiên ổng gọi mẹ vào phòng, cái mẹ nhìn em nói chuyện, cái chỉ vô màn hình nói là em có bầu rồi. Cái mẹ chồng em làm một thái độ mà đến bây giờ em vẫn cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ chồng em bảo là đi nhanh lên rước con dâu với cháu của tao về đây cho tao. Mẹ chồng em nói chồng em vậy đó mọi người. Trời ơi, em mà vừa khóc vừa cười luôn á. Tại vì mình không có nghĩ là người ta mừng như vậy. Mà em trong bụng em thì đang lo sợ là ba mẹ chồng em sẽ không thích á. Nghe tới cái chuyện mình có bầu trước, chưa có cưới mà có bầu rồi, thì người ta sẽ không thích mình á. Ai dè là ngược lại đó mọi người. Đến sau này khi mà em về đây rồi á, em mới ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Thì lúc đó là con sợ lắm. Con sợ là mẹ nghe được thì mẹ sẽ ghét con á, mẹ không có thích con nữa. Và mẹ nghĩ con là gái hư hỏng thế này thế kia á, con nghĩ vậy. Mẹ chồng em bảo không có đâu, mừng còn không hết nữa. Mẹ chồng em bảo là cái thời này là thời hiện đại rồi mà, con nghĩ cái gì vậy. Bây giờ về lấy về sợ đẻ không được thôi, chứ có trước thì càng mừng con ơi. Em không có nghĩ là mẹ chồng em hiện đại vậy luôn đó mọi người. Cũng nhờ câu nói đó của mẹ mà em cũng có lòng tin hơn là khi mà mình về làm dâu á, thì mình sẽ có cuộc sống không có mấy vất vả đó mọi người. Ít ra thì cũng được mẹ chồng yêu thương. Sau cuộc nói chuyện đó thì mẹ chồng em xếp đồ vào vali cho chồng em để lên đường sang Việt Nam đón em về. Nhưng mà lại không đi được đó mọi người. Mà khi đó em biết tin có bầu thì em cũng nghỉ làm, rồi em về quê. Lúc đầu thì cũng sợ ba mẹ biết đó, sợ ba mẹ ở quê biết, ba mẹ buồn, ba mẹ la em á, em sợ lắm. Em không dám nói. Lúc đó tâm trạng cũng lẫn lộn lắm, nên là có hỏi ý kiến một vài người bạn thân của em á. Bạn em nói là chỉ cần em nhận là cái người đó người ta có thật lòng với em không, và người ta đối xử với em như thế nào, có tạo niềm tin để mà em có thể tin tưởng và chờ đợi người ta hay không. Chồng em á, bên Trung Quốc, nhưng mà kiểu như là biết là sợ em suy nghĩ nhiều rồi, sợ em không đủ niềm tin á, ổng á, rồi chờ đợi không có được á, nên là ngày nào cũng cố gắng gọi rất là nhiều lần, gọi liên tục, hầu như là 24/24, rồi nói chuyện, rồi động viên, rồi nói chung là lo cho em đầy đủ hết á mọi người, chuyển tiền để cho mẹ con em có tài chính để có thể lo được cho sức khỏe ổn định hơn. Cả gia đình chồng cũng vậy luôn, cứ sợ là em buồn, em tủi một mình á, mà lúc đó muốn qua thì cũng đâu có qua được đâu mọi người. Thành ra là chỉ có biết gọi điện thoại thôi. Mà cũng nhờ là những tình cảm của gia đình và niềm tin mà chồng em đã tạo dựng được với em, thì em đã quyết định là sẽ tin tưởng ông một lần. Nên là em quyết định về quê và nói chuyện với bố mẹ ở quê. Trong khoảng thời gian em mang thai thì chồng em vẫn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con em, để không có bị thiếu thốn gì á. Và trong khoảng thời gian đó thì chồng em đã nghỉ việc, vì lúc đó là cứ đi hỏi thăm hết chỗ này chỗ kia, tìm hết đủ mọi cách để có thể qua được Việt Nam.
Chồng em nói là dù có mất bao nhiêu tiền thì bây giờ qua được là chồng em cũng sẽ qua. Em nghe được em cũng cảm động lắm chứ bộ. Tại vì nếu mà đi làm thì sẽ không có thời gian để chạy vậy, để đi hỏi thăm này kia. Nên là chồng em phải bỏ cả việc làm đó mọi người. Trong khoảng thời gian là hơn một năm. Đây là hình ảnh lúc mà em đem con lên sân bay để đón chồng em nè. Cũng là lần đầu tiên hai ba con được gặp nhau. Và lúc đó thì có cả mẹ của em đi cùng em lên đón chồng em ở sân bay nữa. Và ở đây thì em cũng rất là cảm ơn mẹ. Vì lúc mà em có bầu về quê á, mẹ đã không giận em và cũng không ghét bỏ em. Mà khi em nói là em có bầu á, mẹ em bật khóc. Mẹ bảo là mẹ cũng mừng lắm. Vì mẹ cũng mong là em sẽ tìm được một người đàn ông có thể bảo bọc và che chở cho em. Tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Khi em đi sang Trung Quốc thì mẹ em cũng không có nỡ đâu mọi người. Mẹ em khóc á. Tại vì mẹ em lo á, sợ là em qua bên đó rồi xứ người xa lạ, không biết là em sẽ sống và làm quen cuộc sống ở đó như thế nào, và người ta có đối xử tốt với em không á. Cái đó là em nghĩ chắc là cũng nỗi lòng của tất cả các bà mẹ có con lấy chồng xa thôi á mọi người. Nên là em cố gắng sống tốt mỗi ngày để mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ yên tâm hơn. Không muốn mẹ phải lo lắng cho em á. Nên là mẹ ơi, mẹ yên tâm nha. Con ở bên này sống rất tốt. Ba mẹ chồng cũng rất là thương con. Nên mẹ không phải lo gì cho con đâu. Cái sân này là ba chồng em mỗi ngày đều quét, nhưng mà hôm nay ba đi làm nên là em tranh thủ em quét thay ba một bữa. Chứ ba chồng em ít khi để cho em phải quét lắm. Cái chổi này là ba chồng em làm cho em để em quét cho nó tiện nè mọi người. Tại vì nó ngắn và nó vừa tầm tay của mình á. Còn cái chổi của ông ba chồng em mà hay dùng quét sân đó là không biết làm bằng cái lá cây gì mà nó dài, mà nó nặng nữa, em cầm không có nổi luôn, nên là phải làm riêng cho em một cái chổi khác vậy nè, để khi nào em thích quét thì em sẽ quét. Làm dâu bên này cũng cực lắm mọi người, thích quét thì quét, không thích thì thôi à. Sáng thì cũng ngủ nướng có 12 giờ thôi. Nói chung là cũng ba mẹ cũng dễ lắm, chẳng bắt mình phải làm gì, thích thì làm, không thích thì thôi, ông bà chẳng ép đâu. Hai mẹ con em thích ngủ tới mấy giờ cũng được. Thích thì ăn, thích thì ngủ, vậy đó. Nói thì nói vậy thôi chứ rảnh cái là em lại dọn dẹp, cho nên là ba mẹ chồng cũng thích. Chứ mình cũng ở đây mà, đây cũng là nhà của mình rồi. Mà mình không có đụng tay dọn dẹp gì hết thì cũng khó coi lắm. Ba mẹ không bắt làm nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không làm á mọi người. Em thấy là em sẽ dọn à. Ba mẹ không có bắt làm nhưng mà em cũng không có lười biếng. Ví dụ mà em lười biếng thì chắc là ba mẹ cũng sẽ không thích em đâu. Ở đâu cũng vậy thôi hả mọi người. Em cũng chẳng phải cố tỏ vẻ ra là con dâu ngoan hiền gì cả. Em cứ sống đúng là em thôi. Nếu họ yêu thương em thì sẽ yêu thương đúng con người và bản chất của em như vậy. Mình sống đúng là mình như vậy, chứ còn mình mà sống giả tạo thì một thời gian cũng lộ thôi hả. Cho nên là cứ hãy là mình thôi. Ừ, hẳn xinh. Vèo vèo vào. Ôi trời, phải...